Những từ tiếng Anh sau đây thường bị phát âm sai. Từ đầu tiên thường bị phát âm sai thành ba âm tiết. Camera. Trong khi sự thật nó chỉ có hai âm thôi các anh chị. Cam và ra. Camera. Camera. Từ thứ hai thường bị phát âm là business. Trong khi sự thật nó chỉ có hai âm tiết thôi. Biz và ness. Business. Business. Và từ thứ ba thường được phát âm là evening. Trong khi đó nó chỉ có hai âm tiết thôi các anh chị eve và ning evening evening và từ cuối cùng thường bị phát âm sai là every hoặc là every trong khi đó nó chỉ có hai âm tiết thôi chúng ta có every 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 chúng ta cùng nhau phát âm lại cái gì ha từ đầu tiên camera camera từ thứ hai business business từ thứ ba evening evening từ cuối cùng every every và nếu như các anh chị thấy video này hữu ích các anh chị vui lòng like và share để nhiều người cùng học. Cảm ơn các anh chị rất nhiều. Hẹn gặp lại các anh chị trong video sau. Bye bye.